Nên bây giờ cái vấn đề mà có thêm một vài tin tin tức về trong cái vụ mà kẻ ra đó, thì Đang trong cái giáo phận của ông Linh Mục Nguyễn Đức Nhân đó, thì họ đọc, tôi mới xem thêm một vài cái video thì thấy rằng thì không ngờ cái ông những cái ông linh mục mà đứng ra đấu tranh á, 10 ông là hết 11 ông, 11 ông lên, tức là ông Nguyễn Thái Học vào trong đó cho 11 ông, 10 ông tới 11 ông là đều là cái là nói láo, mà không hiểu là tại sao mà các ông là người là chủ tranh dẫn dẫn con dẫn dẫn các con chiên để đi và giảng đạo ra này kia mà cái lại có cái thể bên ok bên mức như chỗ vậy. công giáo á, thật ra cái công giáo thì mình cũng không mấy khi mà coi mình nói xen vào cái trong cái vấn đề tôn giáo, vì cái Dạ tôn đúng giáo rồi, nó không nhạy cảm lắm anh, nó nhạy cảm lắm, đúng thành rồi, coi như khi trong mình đây mình nói chuyện mấy cái ông này đó, đấy, nhưng cái mà công có một giáo đó điều như không vậy có này, đạo nào xấu hết á, đạo nào cũng dạy nhưng mà tốt, có một điều như tại này, đây là mình nói thôi nha, chứ còn mình cũng chưa sao? nhận định đâu, mình nói là mình có một điều như này. Thì ở trong Việt Nam á, là theo như mà coi như các dòng họ nói là nó có là coi như phải trên dưới á, là 10.000 là vị linh mục vị cha đó, mà 10.000 đó thì trong cái số mà 10 người đó tôi thấy nó cả có coi như cả cả 10.000% lần. Nhưng mà tại sao các vị này họ làm được như vậy á, mà coi như họ chống đổi lại cái chính quyền á, tôi cho rằng là họ họ không có hiểu được luật. Họ nằm trong một cái đất nước mà họ không hiểu được cái pháp luật, thành ra họ họ làm những cái điều này. Bất cứ một cái đất nước nào là thượng tôn là pháp luật đó, nó nằm tất cả những cái tôn giáo nằm trong cái luật pháp ấy, cái pháp luật đó, nó không thoát ra ngoài Đúng cái rồi. vòng của pháp luật. Ở đây chính cái Vatican đó, mà tất cả nhà thờ ở Mỹ đây không bao giờ mà coi nhà nước nào mà cấp đất đai cho họ hết á, họ tự bỏ tiền ra mua hết đó, tất cả những cái gì đất đai đó, chính nhà của mình ở bây giờ này, nhà anh bây giờ này cũng không có coi như là mua sẵn hết á, hàng năm chúng ta đóng thuế, như nhà tôi là hàng năm mà đóng 2.000 mấy đồng tiền thuế đất á, là Đúng rồi. đất là nó trong nhà nước quản lý hết đó, anh đồng ý không? Vì ở Mỹ là coi Đúng như, rồi, đồng ý. mà ở Việt Nam là đất là thuộc về mình Đúng rồi. đó, thành đất là ở Mỹ đó, cứ quý vị thấy không, không có bất cứ trong đất Mỹ này không có ai mà làm mua cái đất ấy. Họ mua trên giấy tờ nhưng mà họ vẫn đóng thuế cái tiền đất hàng năm Đúng rồi, ra thuế sổ trạch mà. đó, thì đó là có phải là đất là thuộc về chính phủ không Đúng rồi. đó. Vì họ lấy cái thuế đất đấy, họ Đúng suốt đời luôn á. đóng suốt đời luôn, họ mới trả cái phần qua bên chỗ city cái này nọ để làm đường đó, họ trang trải những cái phần đó, Đúng. phải không anh? Không đấy, coi như để Đó. mình nói cho là bên kia là giáo dân á, tôi thấy là bên hồi trước á, là giải phóng mới vô á, là có thu hồi đất ở bên chỗ Phật giáo, có thu hồi một lần mấy ruộng á, ruộng ruộng dân trong đã có thu hồi một lần, nhưng mà sau đó họ trả lại, họ thấy là coi như là thu hồi không có đúng, vì cái Phật giáo á, là đa số là người ta đi khai canh, hoặc là cái người mà Phật tử á, họ họ cho họ họ cúng dường, chứ không có chính phủ nào cấp hết á, họ có cấp nhưng mà cấp làm chùa thôi đó. Thì thành coi như họ nghĩ bên cái bên bên giáo dân á, là cái thời của là coi như pháp á, là chính pháp cấp đất cho nhà thờ, Đúng rồi. rồi sau lại thơ ông Diệm á, lên á, là coi như ông Ngô Đình Thục á, là nói ông Diệm phải cấp đất cho nhà thờ đó. Thì bây giờ hai cái đoạn đó là coi như chính là coi như là lợi dụng cái quyền chức của cái một cái thể chế để cấp cho giáo dân nhà thờ đất đai, thì có một số là họ thu hồi lại, thì họ thu hồi lại thì cái đó là của giáo dân với chính quyền thôi, chứ tôi cũng có cái idea, cũng có ý kiến nào, vì cái đó là họ làm việc, nhưng mà cái chỗ mà coi như họ thu hồi lại là do nó chỗ cái chính quyền mà hồi pháp thuộc á, ai đi theo đạo vô là coi như họ sẽ cấp đức và làm nhà thờ, họ bỏ tiền ra làm nhà thờ luôn anh không Đúng rồi, đó. thì cái vấn đề ở bên, không biết là bên Utah sao chứ,
ở bên Mỹ này đó, bây giờ nó có cái luật mới đó, nó gọi là cái luật này, chapter 10, 13 đó, cái luật 13 đó. Thì cái luật này đó, hồi xưa đó thì mình mua cái nhà, mỗi năm mình đóng cái tiền đất 1% hay là 1,5%, tối đa là 3%. Nhưng mà đó, cái luật này nó bắt đầu hồi nào, hình như là 2003 gì đó, thì là nó tính theo cái trị giá của cái nhà, chứ không phải là cái trị giá mà hiện tại của cái nhà, chứ không phải. Ví dụ như cái nhà đối diện mình á, là nó đóng một năm nó chỉ đóng có mấy trăm thôi. Anh nói đúng đó, đúng là đúng. Đấy, nhưng mà bây giờ đó, cái nhà đối diện mình bây giờ nó mới mua 1 triệu đồng, triệu đồng bây giờ nó phải đóng mấy chục ngàn một năm, tại vì nó đóng theo cái giá tiền của cái nhà mới Đúng đó. rồi, Cái giá trị đấy, cái nhà. cái giá trị của cái nhà, mặc dù cái nhà đó nhà cũ cũng ngang nhau luôn, cũng ngang cái nhà Nó đối diện. kêu là marketplace á, nó Đã market đúng đúng play mắc price mắc ra là nó định theo cái giá của là cái thị trường. cái Vâng. okay. Thì đó là Thế cái thế mà coi như thế thành nó quay cái chuyện mà nhưng mà có cái chỗ là coi như mình cũng là coi như mình chắc chắn là quay ở ở cái chỗ mà có một cái hội đoàn, cái nhóm nào để kích động cái các ông cha này và coi như lợi dụng trong cái phần mà tôn giáo, bên công giáo á, để mà kích động làm á, để cho chính quyền họ đi vào rồi coi như rồi Liên Hợp Quốc nó nói là đàn áp tôn giáo, rồi họ lên cái tiếng nói để mà cái gì đó, thì coi như cái đó là cái mà họ đang đi á, như vậy tôi nghĩ như vậy, họ đang đi để mà kích động. Nhưng mà có cái chỗ đây này, khi mà nói thiệt với quý vị á, là đến một con đường cùng nó bắt đầu họ sẽ cũng dùng cái vũ lực để mà chấn chấn áp quý vị thôi, chứ coi như đến đến lúc đó họ sẽ đem ra quốc hết á, chứ đừng, đừng quý vị đừng có làm Đúng cao, mà coi như nó thật ra thế giới á, nó nhìn vô nó cũng biết là vì nó quá đáng lắm rồi, thì nhà cầm quyền họ phải dùng đến quân sự thôi đó. thì cũng giống như mấy cái vụ hồi xưa nó cũng ấy rồi, giờ rốt cục giờ cũng im hết rồi, trước sau cũng ấy thôi. Nhưng mà mục đích của họ đó, họ muốn làm tạo nên một cái luồng như kiểu mà dư luận, để cho thế giới nghĩ rằng là ở Việt Nam nó có những cái bất mãn ngấm ngầm như vậy, Không phải nó đi như nó vậy, chiếm không phải nên anh không phải như vậy đâu, không phải là bất vậy rồi. Bây giờ họ đang là đưa cái đầu rắn ra, họ đang đưa cái đầu rắn ra để mà coi như là làm, nếu mà được á, là bắt đầu là họ cái mọc đuôi rắn, họ mới kéo từng từng con rắn này đi, anh hiểu tôi nói không đó. Đó, họ mới đưa ra cái đầu rắn thôi để mà coi như họ 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 luồn lại ở trên một cái vùng nào đó, khi mà họ có mạnh rồi bắt đầu là họ sẽ mọc thêm cái đuôi rắn nữa, và dần dần như vậy là những cái con rắn kia nó cũng lao ra như vậy. Đó là cái chỗ mà khi mà bất đồng lắm á là họ sẽ đem quân sự thôi, vì không Nhưng khác mà hơn tôi nữa. thì tôi nghĩ rằng á, họ làm cái gì làm không bao giờ mà họ ấy được. Nhưng mà đây á, là thứ nhất là tại vì họ làm như vậy là tại vì họ có tiền, họ có tiền ở bên này hải ngoại về, có làm thì mới có tiền, đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa rằng á, mình làm cho may ra đó, may ra chó ngáp phải ruồi, giống như con chó mà đang tự nhiên nó há miệng nó ngáp con ruồi nó bay vào đó, thành ra rồi cái lỡ thành công thì sao, thì mình là những người đầu tiên này Không kia phải nó đấy, tội như vậy nè nó anh, không, nó tội là như vậy này, anh phải nhớ là anh nó tội này, những cái ông linh mục ông cha này á là trong cái số người đấy họ nhận họ ăn, nhưng mà cái người chịu đòn là dân nè, dân đấy giáo nè, đấy, giáo dân nè, tội thì cho giáo đó là dân thiệt hại nè. là giáo dân nói đấy. Tôi đang nói là tội cho cái giáo dân, chứ còn tôi không tội với coi như 10 ông linh mục đây, Đấy. vì Thì ông đúng có rồi, ăn có ông linh chịu, mục đâu có bị gì đâu đấy. ông có ăn có ông chịu ông đó. ông ông không có bị cái gì hết ạ. À, À. nhưng mà Ông cái linh mục là không có vì bị gì hết, sao nhưng mà vì sẽ rồi sẽ bị sẽ sau bị này, tôi nói thiệt á, mà khi người dân mà tìm hiểu ra được rồi họ sẽ quay lại á, họ sẽ là coi như là sẽ xác ông mấy ông này á không ai đó. đâu. Mấy ông sẽ năm 2018 nó mấy ông đổi đi hết rồi, Hả? đổi đi Đó đây. không Không, không không ông ở lại bây giờ là nó người cái ta chỗ sẽ thế ra này, công đấy. bây giờ nếu mà làm như vậy á, bây giờ nhà cầm quyền đừng
có cái gì tung ra coi như cho là cái bằng những cái bằng chứng mà các ông đã nhận tiền như thế nào nào này, coi như tung ra cho giáo dân á, họ họ hiểu một chút. Máy nữa họ cũng có một số người đi, họ không có đi phe phe phải cái chuyện làm bậy nữa. Đấy, nhà nước tung nên tung ra mấy cái này chắc chắn nhà nước có biết mà, biết là coi như ông nhận Có tiền nhưng như mà nào chứ. Nhà nước là chưa thấy. muốn là tóm cổ mấy ông này, nhưng mà ít nhất phải tung ra một hai cái để cho giáo dân họ họ hiểu một chút đó. Chứ còn coi như cứ đợi mà tóm cổ đó, giáo dân hẳn hẳn đâu đâu biết đâu, biết đâu anh không. Đấy, thành ra tung vài một cái đó. Mà nhìn trong mấy clip mà thấy giáo dân biểu tình trong này, nghe lời ông cha mình thấy có thấy thương hại họ thiệt á, tin tin một cách cái Nó thầy cuồng cha sao cuồng mà tín tới nhà thờ á, không giảng những cái coi như kinh kinh thánh của Chúa để lại rồi giảng cho người dân nghe, tay tới toàn giảng coi như cái đồ chi mà coi như là mình phải đấu tranh đứng lên rồi coi như phải lấy lại quyền lợi cho người dân. Thì giáo dân mình lấy lại quyền lợi cho người dân, giáo dân làm sao mà lấy lại quyền lợi cho người dân được đó. Chỉ có là coi như là chính quyền là làm cho người dân tốt, hoặc là người dân là quay đứng dậy làm cho coi như là người dân tốt, chứ không thể nào mà giáo dân một cái tôn giáo mà làm cho người dân tốt hết á. đúng rồi. Đó, nói sai nói bậy. Anh đã quay tôi nói thiệt là anh á, về cái vấn đề mà các cái cờ đỏ với tôn giáo đó tôi không đụng tới, vì cái đó nó rất là nhạy cảm. Anh thể nó nói để cho coi như nó vừa cái người nghe được hết á. Nó có nhiều cái trái chiều lắm, và nên nhiều cái mà quay thường chiều cũng có, thành nó coi như nó khó nói được lắm. Thành tôi không đồng với cái chuyện đó, tôi no idea, gọi là không có ý kiến luôn.